Dạ vâng, xưởng bàn ghế ăn Tuấn Anh xin kính chào khách. Thưa hôm nay, bên xưởng nhà em mới hoàn thiện xong được cái phần mộc thô của 6 chiếc ghế ăn mẫu Louis Hoàng Gia. Bên xưởng nhà em làm và chế tác trên nền chất liệu là gỗ hương đá. Và 6 chiếc ghế ăn này thì bên xưởng nhà em làm cho chị Dung ở Hà Đông, Hà Nội. Đấy, thì chị Dung đặt bên xưởng nhà em làm một bộ bàn ăn cả quả bàn mọi người nhá. Như ở video này thì bên xưởng nhà em là giới thiệu chi tiết về 6 chiếc ghế ăn này cho mọi người được biết và tham khảo. Đấy, thì đầu tiên bên xưởng nhà em muốn giới thiệu về cái phần mặt của bộ sản phẩm này. Mặt này thì bên xưởng nhà em là hàng mặt liền, mặt tràn, nguyên tấm, dày là 4 phân. Mặt này bên xưởng nhà em làm rộng là 50 phân và sâu là 45 phân. Mọi người nhìn, tất cả các cái mặt bên xưởng nhà em đều được chọn vân, chọn gỗ kỹ và đẹp. Đây mọi người nhìn, đấy, mặt vân này, đấy, tất cả là mặt vân đẹp kỹ mọi người nhá. Đấy, tất cả là mặt tràn liền tấm dày 4 phân, chọn vân chọn gỗ cực kỳ là đẹp. Đấy, đấy là về phần mặt. Phần yếm thì bên xưởng nhà em làm là 3 chân, là chân 8, yếm 3 chân 8 mọi người nhá. Đấy, còn về phần chi tiết đã đục thì ở phần vách cũng như là phần trương cũng như ở phần vai, bên xưởng nhà em đều đục là hai mặt như nhau. Đấy, đều đục là hai mặt như nhau. Và về phần độ dày ở phần trương cũng như ở phần vai, bên xưởng nhà em đang làm là dày là 5 phân rưỡi. Đấy, 5 phân rưỡi mọi người nhá. Hàng trên thị trường thì nó chỉ có 4 phân thôi, nhưng bên xưởng nhà em đang làm là 5 phân rưỡi. Hàng dày dặn, hàng cao to chắc chắn. Đấy, cực kỳ là dày luôn, hàng đục hai mặt cực kỳ là sâu. Đấy, phải làm dày như này thì mới chi tiết đã đục sẽ đục vào được sâu hơn. Còn nếu mà làm mỏng ấy thì chi tiết đã đục sẽ không được sâu mọi người ạ. Tuy là đục bằng mé nhưng bên xưởng nhà em sẽ khi hoàn thiện sẽ phải sửa kỹ lại bằng tay. Còn về phần vách thì bên xưởng nhà em là ván vách dày 2 phân. Đấy, ván vách dày 2 phân. Hàng trên thị trường thì ván vách nó chỉ có 1 phân thôi. Nên bên xưởng nhà em làm là 2 phân. Kể cả mặt tràn vậy, mặt tràn bên thị trường nó chỉ có 2 phân rưỡi thôi, nhưng bên xưởng nhà em làm là 4 phân. Đấy, hàng dày dặn hơn thì tất nhiên là đi theo cái giá thành nó cũng sẽ là cao hơn. Đấy, nhưng mà khi quý hàng sử dụng cái chất lượng hàng nó cũng sẽ ổn định hơn và giá trị hơn mọi người nhá. Đấy, thì một chiếc ghế ăn như thế này thì bên xưởng nhà em đang bán với giá là 3.500.000 đồng một chiếc mọi người nhá. Đấy, 3.500.000 đồng một chiếc ghế ăn như thế này, bao gồm là hoàn thiện đầy đủ cho mọi người, hàng siêu dày, siêu to, siêu rộng và là siêu đẹp mọi người nhá. Đấy, đặc biệt là khi bên xưởng nhà em hoàn thiện thì là siêu kỹ mọi người ạ. Đấy, thì mọi người quan tâm hay có nhu cầu thì qua xưởng có thể liên hệ trực tiếp với xưởng qua số điện thoại dưới màn hình là 0963 245 123 và địa chỉ xưởng ở làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người có thể qua xưởng và xem hàng thực tế mọi người nhá. Và video này thì bên xưởng nhà em cũng là xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.